đồng chút nắng. Nắng à? Đâu ra này? Quay cọc. Mày dắt, dắt nó xuống ruộng lúa cho ăn ăn đây làm gì nó khổ. Cưới đi, nó cho cưới không? Cái nhẽ này nhẽ chiêu này. Ôi, cưới cưới đi. Dê thần à? Cưới, mày cưới đi. Dê thần à? Cưới đi. Không cưới con này đấy. Không, không. Nó tao cưới không để tao cưới. Anh nhỏ anh cưới con này dưới thần này này. Đấy, chúng được lúa mà ăn. Không ăn đâu, khô lắm. Nó chưa bị đánh ấy. Anh nhặt lên. Ui, ui anh ơi. Hả? Nó nhắm chúng ngô nhà người ta rồi. Khôn chết nhỉ. Đấy, vào dùng lúa mà ăn. Ừ. Ừ. Đi, mà đi về đi. Đi về đi. Ui gì? Nắng bỏ mẹ ra đây. Chúng đây xem bọn nó câu cá này. Đi. Đi. Bọn này trắng nhỉ? Nó đâu hết đi nhỉ? Hay là bọn này trắng xuống nhỉ? Xuống tắm này. Ui anh ơi! Hả? Bị cá này. Mình có tép. Bắt đi. Bắt làm cái gì? Bắt đi. Đi xuống dưới kia tắm. Không, bắt cá nữa. Chúng mình có tép đi. Tép gì? Tép sẽ được à? Tép lấy mày về lấy rổ mà xúc một một cả nắm luôn. Tao trời. Đi. Không. Em đi bắt cá. Mấy con cá đi bắt cái gì nhỉ? Cứ bắt đi đừng xin nhé. Mấy con tôm bắt đi. Bắt xin. Lùi. Tí nữa à? Mình bắt được lại lên xin. Mình xin con. Như bọn nó chơi trên này này. Chơi khỉ. Đấy. Bắt nó lại. Cắt nó lại. Cắt cả cho tôi nè. Ui tôm ấy. Mày chết mấy cậu. Cậu đập cái này lại ra. Cái này lại ra. Nó không biết nước nào ra. Ra. Xì 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 xì. Xì 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 xì. Mau lại ta lười. Lười 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 lười. Không cho ăn đâu nhé. Đừng có mà hòng. Đến ăn á. Không cho ăn đâu mà. Không cho ăn đâu. Không cho ăn đâu mà. Không cho ăn đâu. Ây, bà nét lên đầu mình rồi. May. May. À, phải đi mất cái xô á. Xô mới xúc được chứ. Đấy. Lừa mấy bà kia tí vào cho mượn ngay. Ôi mà trên này nhiều nước hơn. Chẳng nhiều cả tô. Tắt chín. Sông nào sâu thì mình tát. Cần gì mình tát trong cả. Tát của chị nè. Xa xa. Ừ, con có. Đấy. Bây giờ chỉ việc tát thôi. Nào người ta nào. Nào có ta vượt qua biển. Nào người ta cho mình nào.
bắn gì đây? Con nằm à, trôi ra đến đây mình nhặt thế. Sốc bùn. Mày đi cày bùn à? Vào đây nha. Tuống hết. Kiếm ăn đấy. Cả cừu này. Ý xà. Nhìn đấy, vô đẹp vậy. Ôi. Mày chạy được mắt. Chạy vào mồm nhé. Mày còn mắc cạn. Ngoi đầu. Vào đây. Tôm. Tôm nó vừa mắc cạn, sặc bùn phải chết bùn. Đây thế thì mình đá cho chắc được, cùng cho hết gì mình nhỉ? Cặp phải làm à?
前面有了，是啊，有夫人，来，带了多少个木油，让你选你，我来干出这这门，你牛大啊，牛大肉大，哎，你行，你能赢哦，赢的，有啥钱东西有分的有一么多我那小布我对于一个嘛的那个还没空没的拿着的小布你要拿个外的呢你外的呢đây mày thế cô chả gì đấy dạ ôi đi cho mày đấy cả buồn hết cả tay tím lót như khoai tím nè quay theo tím nữa thì nó mẹ tưởng tay đánh ấy tím tay ấy dạ ôi nè Ủa, nó mới to nữa. À đây. Mày à. À, mày để. À. Đấy, mày thế mà lại cả không đi trong mình. Mày trong mình đấy. Nó tết chỗ này ăn đấy. Ăn đã ấy, trời ơi tôm. Ăn xong chết chết luôn. Ừ. Cua nhẹ nhẹ nhẹ. Bỏ hết cái áo mày đi chạy à. Đấy là tôm chết tiệt này. Đây đây, ông mày nướng này. Cua à. Thì nó giữ đường nó phiêu. Mấy xà. Cái tiếng củi đó. Cái tiếng này để xả tôm rồi. Ở đây thôi rồi nữa. Vào một ăn hỏi đi bấm 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 tổ à cái này thì nát hết cả tôm mà cái này mà không uống được hay mình làm món thổ dân đi là món kinh kinh khủng quá. Đổ ra, đổ ra. Cho mày vào đây. Ui, cho mày vào đây. Cho mày vào đây. Nướng, nướng ở bên kia thì xong. Đấy, thế này phải thông minh không? Đốt tí ở trên này cháy, tôm nhanh chín. Làm ít được ăn nhiều. Không cần phải làm nhiều. Đấy.
kìa. Ủa, đi đâu mà tao tìm mãi. Lúc cái đúng dưới kia bọn nó đang thả trâu với tắm. Thôi anh xuống đi. Thế là tao tìm mãi mày từ lúc như thế đâu. Gì? Hả? Giờ đi. Con gì ấy? Hả? Con gì ấy? Con gì đâu? Có gì ăn à? Nướng gì ấy? Nướng gì? Nướng gì đâu mà nướng. Đốt lửa anh cứt à? Đi về đi. Hãy xuống dưới kia chơi. Anh đi về đi, về về anh gọi. Đi. Về anh lúc đi ra đi tìm. Cầm cái roi to lắm. Đi về đi. Tao nghe lạ lạ. Về không? Rồi đi chơi. Em ở đây em trong đầu. Trong đầu anh cứt à? Tao nghe có vẻ cái gì mở ám ở đây rồi. Mở cái gì? Hả? Tao. Về anh ra tìm nè. Tao nghe mở ám lắm, thế tao ngồi đây. Nên nướng gì à? Không, thì em đi. À, đi đi. Làm gì? Em ở đây em chơi lửa mà. Rồi cứ là nóng bỏ mẹ ra dưới. Lúc nãy em tầm dưới là lạnh. Tao nghi ngờ lắm. Lá chuối làm gì? Hả? Lúc nãy có cái ông đồ đồ thì tao vứt lá chuối vào. Anh về đi mẹ, anh tìm rồi đấy. Có gì hot đấy? Mày giấu cái gì phải không? Mẹ tìm cho má. Tao nghỉ lắm. Mẹ tìm cho má. Được, tao đang đói. Tao nghỉ lắm. Nghỉ gì? Nấu gì à? Nấu gì mà nấu? Nấu gì? Có gì đâu, anh nhìn thấy có gì đâu. Chắc mày thấy tao đến đây mày đấy bỏ gì? Đấy bỏ. Tao nghỉ lắm. Mày ui, có nói không hả? Để tao dập lửa. Bọn nó ta trâu cho nhiều. Đi lên đấy đi. Đi. Đi tắm, chúng bọn nó tắm rồi thế này này. Anh đi chơi đi, ông phải quên dép rồi. Tao nghi lắm. Nghi gì? Tao nghi ngờ. Nướng gì? Đi đâu? Mày có khai không đấy để tao dập vào lửa hả? Ai đừng cho tao dập nó lên tôm của em. Tôm đâu? Con chó này. Im ra. Im cho chín. Chín rồi. Chín rồi. Chưa chín. Chín rồi. Chưa. Chín rồi. Chưa chín mà. Thử phát là biết. Chưa. Chín rồi. Chưa chín. Chín rồi. Ôi. Kiếm đâu tôm đấy. Đó, ta thử chấm trứng. Mày không được ăn. Không được ăn. Ui trứng này. Lúc nãy anh bảo anh bắt tôm mà anh có bắt đâu. Anh không được ăn nữa. Này, hôm nào tao trả cho mày ăn. Em bảo anh bắt anh thì không bắt nhá. Lúc nào tao trả cho mày ăn. Ừ, không được ăn. Con này to. Anh là biết con này không to à? Đó lắm. Mày tao không có cái gì tao không cho ăn nữa. Bảo bác cử không bắt. Mấy con tôm ghẻ. Đâu ghẻ được anh. Anh bị ghẻ đấy. Ngon thế. Em không thấy con nào trứng đâu. Anh vừa ăn được con trứng à? Ừ. Đấy. Một con hơi tay tay. Vẫn ngon. Sạm à? Mày rửa chưa? Em rửa rồi nhưng mà lúc kia đi qua là kia lại bị rồi. Này, toàn đất đây này. Anh đừng ăn. Bóc vỏ ra ăn thôi. Ai đấy? Nghi vô mày. Nghi vô ảnh ấy. Cô. Bà. Con đi đâu cô? Ăn tôm không? Con này cười duyên với anh đấy. Con này bảo cô này. À thế là được. Anh nhắm đánh em say pháp luật.